cái chìa khóa mà thắng lớn 10x trong thị trường crypto và thị trường stock là đôi khi và bắt buộc quý anh chị phải hy sinh những cái hai chục ba phần trăm nhỏ bé của mình hiện tại ngay bây giờ để có thể thắng to 10x trong tương lai chứ mình sẽ nhắc lại thêm một lần nữa nếu quý anh chị không willing để sacrifice những cái lợi nhuận nhỏ hai ba chục phần trăm thậm chí bốn chục phần trăm hiện tại ngay bây giờ thì quý anh chị sẽ không bao, không bao giờ và không bao giờ và không bao giờ và không bao giờ có thể thắng to 10 x trong tương lai nếu anh chị hiểu được điều này thay vào yes cái kỳ số 1 á nó chỉ hiệu quả đặc biệt và nó chỉ work cho những người willing để sacrifice cái lợi nhuận trước mắt hai chục cho đến bốn chục phần trăm hiện tại không cần thiết quý anh chị phải làm được điều này không làm được này thì quý anh chị sẽ không bao giờ và không bao giờ thắng được 10 s trong tương lai cho chị mày hỏi là nếu những quý anh chị em đầu tư vào long term đó quý anh chị có thể willing để sacrifice mất đi hai ba chục phần trăm hiện tại ngay bây giờ thậm chí bốn chục phần trăm luôn quên nó đi luôn có ai trong đây làm được hay không khó lắm mà cái mục tiêu của chị mình là, là một người thầy Chị mình muốn dạy cho quý anh chị đó là Quý anh chị phải làm được Nếu không làm được thì tất cả những công sức mồ hôi của quý anh chị Và công sức nước miếng của chị mình đó Nó sẽ công giả tràng Nó sẽ công giả tràng nó, nó sẽ không bao giờ mà nó work được trong tương lai thì chị mì muốn đợi một chút đó là ở trong đây có ai sau cái cuộc trò chuyện này của chị mì mà nếu mà đã quyết định đầu tư long thơm hai chục ngàn năm chục ngàn hay là thậm chí một trăm ngàn hay thậm chí mười ngàn đi nữa Quý anh chị cứ mường tượng trong tương lai 5 năm, năm sau, 7 năm sau Mình có được một cái tài sản 200 ngàn, 300 ngàn Lúc đó mình mới cần tới cái số tiền đó Tại sao mình không cho cái số tiền nó mất đi luôn Hiện tại ngay bây giờ Trừ khi nào mà Jimmy nói tới bán thì quý anh chị mới bán Quý anh chị nhớ Nếu đầu tư vào cổ phiếu cho nó quên đi luôn Cho nó mất đi luôn Còn nếu mà đầu tư vào crypto đó Đưa nó vào trong ledger để khỏi nhìn, để khỏi trước mắt Giả sử như vậy luôn Thì đó là chìa khóa để thắng 10x Quý anh chị nhớ nha Rồi nếu quý anh chị clear vào vấn đề này thay vào clear, clear cho chị mày nha trước khi chị mày qua vấn đề số 2 tại vì nếu không hiểu cái phần này cái này là 10 người là hết 9 người là là không nổi rồi <laughs> chứ nó phải đơn giản đâu nhìn nó đơn giản lắm nhưng mà dễ đâu rồi okay. thì bây giờ sau khi quý anh chị hiểu xong rồi clear xong rồi đó thì mình áp dụng thì bây giờ chị mày sẽ cho quý anh chị kia số 2 cái đồng cô nào ở trong top cô hiện tại ngay bây giờ mà khi mà cái ngày mà nó đỏ đồng cô nào nó bay hết rồi nhưng mà đồng cô nó chưa có bay mà có thể mình đầu tư vào nó là mình chắc cứu mình chắc cứu 95% sẽ thắng trong cái vấn đề smart trade khi mà mình long 2x hay là khi mà mình short một x hay là mình short 2x giả sử như vậy nếu mà mình giữ nó chỉ trong một cho đến hai tháng bây giờ trước khi chị mình nói thêm đó chị mình hỏi mọi người cái điều này nè một cái điều rất là thực tế how many of you guys bao nhiêu người trong phần căn phòng này thích và khao khát và ước gì nếu mà mình có thể đầu tư một cái đồng nào đó mà nó cho mình cái lợi nhuận hai chục phần trăm nói thôi hai phần trăm mình giữ nó trong vòng hai tháng chúng ta thí dụ hai tháng thôi ai ở trong đây happy nếu mà mình đầu tư một cái đồng cô nào đó nó guarantee cái lợi nhuận hai phần trăm trong vòng hai tháng luôn người nào happy giơ tay lên và thay vào Z cho chị mình. tại vì trong nhà băng của mình mình bỏ được cả năm trời vài năm trời không cho được ba phần trăm trong lúc bây giờ là một tháng hai tháng nó cho mình hai phần trăm ai trong đây happy ok mọi người trong đây happy đúng không ok very happy thì nếu mà quý chị happy đó ok thì tại sao mình không program cái mindset của mình trong đầu tư nó là như vậy tại sao mình cần phải hấp tấp à chị mình ơi mình vô trong đây là mình phải thắng liền ba bốn ngày và là phải thắng ba phần trăm chị chỉ tưởng chỉ đóng tiền vào trong đây xong mà vô trong đây là thắng tiền là ba mươi phần trăm bốn phần trăm bây giờ vào trong đây chị phải học xong hay không những người như vậy không bị thành công được ô chị vô trong đây chị chưa học cái cái lớp gì của em hết chị coi vài cái video thôi bây giờ chị, chị action luôn có nhiều người họ hấp tấp và họ thua tiền Cái khi mà thực sự thắng tiền thực sự trong cái thị trường crypto này đó quý anh chị đó là làm sao đó mà quý anh chị học cho nó chuẩn certify cho nó chuẩn và sau đó khi mà quý anh chị xuống tiền đó là quý anh chị phải đặt những câu hỏi là cái đồng coin nào thấp coin mà khi quý chị xuống tiền một cái nó cho quý anh chị cái cơ hội xác suất thắng 95% khi quý chị long hoặc à là quý chị short nếu quý chị giữ trong vòng một hai tháng và quý anh chị phải có được một cái tâm thế là quy to thu quay chưa phải nói một tháng 2 tháng quý anh chị tại vì nhiều khi chưa bị nói hai tháng thôi chứ hai tuần là có lợi thôi nhưng mà chị bị không muốn nói cho quý anh chị có được cái mindset là hai tuần tại khi mà mình program trong cái đầu của mình nó 2 tuần lệ thì đến hai tuần nó tự mình run out cái patience mình program đến 2 tháng thì một tháng không có nhầm nhề gì đối với mình hết nó giống như là khi mà chi bị đầu tư long thơm chi bị đã phô ra một mười năm trời để lợi nhuận 10 s thôi hay là thậm chí năm s cũng cũng, cũng vui rồi 10 năm trời quý anh chị nhưng mà nó nó một một năm lời năm s thôi thì vui quá thôi đúng không như là bonus thì khi mà quý anh chị có cái tình thế như vậy đó nó cho mình một cái thế mạnh vô cùng trong vấn đề patient và cái key patient là cái điều quan trọng nhất trong vấn đề đầu tư để cho mình một cái thế mạnh để thắng tiền commit mua những cái top goal đặt cái câu hỏi là đồng top khô nào cho mình cái win rate 95% nếu mà mình xuống lệnh và giữ nó trong vòng 1 đến 2 tháng. Nếu mà quý chị trả lời được câu hỏi đó đó là đầu tư thì cái phone mà của chị mì muốn nói ở đây cho mọi người đó là hiện tại ngay bây giờ đó quý anh chị sau khi mà chị mì trải nghiệm rất là nhiều lần trong cái thị trường crypto này đó quý anh chị cái chìa khóa mà thật sự giúp cho quý anh chị mà có thể thắng tiền mà đi lâu dài đó và chị mình học được Tony Robbins là như thế này nè If you ask better question, you will have a better quality life Quý chị thử thử một lần đi Nếu mà quý chị chỉ đặt những câu hỏi á Mà nó mang cái tố chức nó gọi là powerful á, Thì tự như cái đầu của mình á Nó sẽ cho mình những cái câu trả lời Nó tuyệt vời vô cùng Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là Làm thế nào để mình mua những đồng tóc cô nào hay là đồng tóc cô nào Mà nó cho mình cái guarantee return 95% nếu mà mình xuống lệnh quý vị chỉ đặt câu hỏi đó thì khi mà quý chị đặt câu hỏi đó thì tự nhiên trong đầu của chị sẽ đi tìm những cái đồng tóc cô nào hay là cái sức mạnh của chị mình như thế nào để cho quý chị cái đồng tóc cô nào mà nó mang tố chức 95% phần trăm win rate thì quý chị xuống lệnh thì cái sự tập trung của quý chị cao độ vô cùng luôn ok đó là cái key số hai ok chị mình sẽ bị khép lại chìa khóa số 1 đó là tìm những cái cổ phiếu hay là những cái crypto nào mà rất là rẻ chứ mình đó là không không phải là rẻ nha gọi là dirt cheap đó, là super cheap để mua khi cái ngày nó đỏ hay là và giữ nó một thời gian dài Chìa khóa số 2 là tìm những cái top goal nào phải là guarantee 95% thắng nếu mà mình giữ nó 1 đến 2 tháng. Ok và đặt những cái câu hỏi là top cô nào mà cho mình cái win rate 95% nếu mà mình xuống lệnh lo hoặc là sốt nếu mà mình giữ nó 1 cho đến 2 tháng ok giúp cho mình thắng 20% ok clear nếu anh chị nào thật sự nghiêm túc và muốn học cách đầu tư chuẩn gia tăng kỹ năng nhạy bén để mình có thể tồn tại trong thị trường này và cái quan trọng hơn nữa đó là làm sao để mình có thể gia tăng tài sản của mình thì hãy click vào cái đường link ở dưới để đặt lịch hẹn với Jimmy và Team Spot Brother Team để có thể đầu tư thông minh